Bắt đối tượng cướp giật táo tợn người phụ nữ U60. Chiều ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 2001, ngụ thị xã Trảng Bàng về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 30 tháng 5, Công an thị xã Trảng Bàng nhận được tin báo về đối tượng cướp giật tài sản đang bị người dân bắt giữ tại đường 787B thuộc phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng. Sau đó, công an khẩn trương xuống hiện trường phối hợp người dân đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do thiếu nợ tiền cờ bạc nên nảy sinh cướp giật tài sản. Huy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 50I1-89883 từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thị xã Trảng Bàng gây án. Đến đoạn đường trên, Huy phát hiện bà D, sinh năm 1963, ngụ phường Trảng Bàng đeo túi sách, điều khiển xe mô tô. Huy giật túi mạnh khiến bà D té xuống đường và bị thương tích. Thấy vậy, người dân xung quanh truy đuổi khống chế, bắt giữ được đối tượng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.